Vâng, xin chào các bác. Ngày hôm nay thì em lên một số phụ kiện để anh em tham khảo. Đấy, đầu tiên là các cái mẫu hộp phao nhà em đang có sẵn hàng nha. Đấy, hộp phao đầu tiên là hộp phao xanh này. Sau tiếp theo là hộp phao xám này. Hộp phao cá chép 45 cm và 55 cm. Đấy, hai cái hộp phao này giống nhau, chất liệu giống nhau nhưng mà màu sắc khác nhau, thiết kế bên ngoài màu sắc ngoại quan khác nhau. Đấy, tiếp theo là hộp phao silicone. Hộp phao silicone 16 chục. Chục này là chục silicone luôn nha. Bao bền luôn. Đấy, và tiếp theo là 4 mẫu hộp phao của nhà em đang có. 4 mẫu hộp phao này là đều có sẵn phao. Đầu tiên là hộp phao 3 quả. Đấy, hộp phao này có 3 quả thôi. Hộp phao này là câu câu rô. Rất là sướng rồi hộp phao này. Ba quả này thì là sẽ có là các mã phao 1, 2, 3. Nghĩa là tải chỉ nó sẽ khác nhau từ 1 đến 1,5 gram. Đấy, hộp phao có 3 quả và nó dài khoảng 40 cm. Tiếp theo là hộp phao phong cảnh. Trên hình phao là có in phong cảnh. Đấy, 4 phao nha, 4 phao 60k. Rất là ngon luôn. Tức là 15k một một cái phao, xong xong lại còn được thêm cái hộp hộp giấy để đựng phao. Hộp phao này thì các bác có thấy xem trên video này, phong cảnh 4 mẫu phong cảnh khác nhau. 4 cái hình hình vẽ trên phao ấy, thân phao khác nhau. Và đấy, tâm phao này, cái màu xanh dạ quang để dễ nhìn này. Đầu phao thì to hơn một chút, rồi mấy cái thân dưới để mình, một là mình cân phao hoặc là mình nhìn phao cũng dễ hơn. Tiếp theo là phần hộp phao Thái Công, cũng có 4 quả và có 60k luôn, rất rẻ. Các bác mua hàng thì đây là những cái phụ kiện, đã gọi là phụ kiện thì là sẽ mua kèm theo một cái gì đấy để cho đỡ cái tiền ship, chứ bây giờ 60.000 lại 20-30.000 tiền ship nữa thì ấy quá. Đấy, bốn bốn hình ông lão đang câu cá thì người ta gọi là phao Thái Công, rất rẻ luôn. Màu sắc chân phao là cái gì, cái này gọi là chân carbon, quấn carbon để cắm vào cũng rất là dễ. Đấy, tầm phao cũng to hơn một chút này. Đấy, tiếp theo là hộp phao này màu sắc bắt mắt, thiết kế cũng là rất là trẻ trung. Đấy, cái hộp phao, cái quả phao đầu tiên nó màu hồng giống như là cái kiểu cần cần vích, cảm giác thế. Đấy, bầu phao thuôn dài, bầu phao này chắc khoảng cái bầu không 10 cm. Chân này cũng là cuốn cái carbon này. Đấy, cái hộp phao này thì là có các cái đầu tăm khác nhau nha, đầu tăm khác nhau này. Đấy, để tải chỉ cũng như là để mình chọn lựa dễ hơn, tải chỉ khác nhau. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Đây là chỗ em hay quay video mái đình, rất là đẹp. Mái đình cổ đây là di tích lịch sử đây. Đây cũng là đường đi qua đi lại luôn, quay ngoài trời để cho các bác cảm nhận tất cả mọi thứ đều rất là tự nhiên, chứ em cũng không quay ở trong nhà, ánh sáng nó khác đi thì các bác có thể sẽ bị cảm nhận nó khác đi. Đây là ngoài, hoàn toàn ngoài tự nhiên luôn, ngoài trời luôn. Mình sẽ cảm nhận được tất cả các sản phẩm về đồ câu bên em, đó là chân thực nhất. Đấy, em muốn tạo cái cảm giác chân thực cho các bác. Nhưng mà đi quay này là vài hôm là đen hơn cả bao công. Đây là cái không gian của bên ngoài, cái chỗ em hay quay. Chỗ này là cái sông này là cũng câu cá được, được phép câu cá. Hoa súng này, các bác. Bây giờ mới em mới biết là hoa súng này là nó được rất là lâu. Đấy, đến tầm giờ trưa, 11 giờ trưa đấy, nó lại thu vào như kiểu lụ. Đấy, đến sáng lại nở ra như kiểu hoa 10 giờ. Nhưng mà cái này thì hình như nó được bền hơn. Trời ban ngày là đằng sau kia sẽ nhìn được thấy núi nhá. Đây là
Giờ này trời âm u không nhìn thấy mây núi nữa. Nói chung là đây là chỗ này là gần nhà em. Một cái không gian quay khá là đẹp. Khá là đẹp và tự nhiên. Mái đỉnh là cửa kính. Review qua một chút để anh em xem. Di tích lịch sử di tích lịch sử Miếu Phú Nhiêu Hà Tây cũ. Đấy, vẫn là ghi Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây. Đấy, em là Hà Tây cũ. Còn đây là chỗ này là đường làng. Đường làng vẫn là lát gạch kiêng này, gạch để bàn. Không biết từ thời các cụ đến bây giờ, nói chung là cái đường này thì cũng không có ô tô tải vào nên là cũng rất là bền. Cảnh xưa mát mẻ, nói là mát mẻ thôi chứ mấy hôm quay ở đây cũng người ướt người. Quay trong phòng có điều hòa thì các bác sẽ không cảm nhận được cái sự chân thật của sản phẩm đồ câu. Còn quay ngoài trời này thì vất vả hơn rất là nhiều, mệt nhọc. Cảm ơn các bác đã xem hết video của em nha.